Rồi. Tiếp theo. Đấy. Là chúng ta đến với những cái câu lệnh trong Miss Johnny. Đấy. Thì đầu tiên đó là chúng ta cái câu lệnh ấy nhá. Cái câu lệnh này thì nó có hai cái dạng, một cái là các cái lệnh. Ví dụ image chẳng hạn, sược image nó là một câu lệnh anh chị em nhé. Một sược image nó là một lệnh. Đó. Và cái lệnh này ấy, thì nó khác với câu lệnh sau này mình sẽ nói là cái prompt nó khác nhé. Còn câu lệnh này ở trong trong Discord ấy, để mình set up setting này trong Discord này, thì có một số câu lệnh anh chị em cũng thể là gì ạ? Là sử dụng. Ví dụ như là anh chị em khi mà vào đây nhé. Anh chị em chỉ đến sược một phát này. Anh chị em thấy là có rất nhiều câu lệnh này, đúng không ạ? Thế câu lệnh nó là gì? Câu lệnh này nó có nghĩa là gì? Đấy, mới cái sược này. Relax này là cái gì? Setting là gì? Prefer này là gì? Invite là gì? Inform là gì? Đây, mình dùng mỗi cái câu lệnh image prompt này thôi, đúng không? Còn những câu lệnh khác có nghĩa là gì? Đấy, thì ở đây mình sẽ đi qua rất là nhanh cái phần này, đúng không ạ? Để anh chị em chúng ta có thể sử dụng nó một cách thành thạo. Thứ nhất là câu lệnh ask. Câu lệnh ask tức là gì ạ? Mình hỏi nó là nó trả lời. Nói chung là mình hỏi cái gì nó trả lời cái đấy, tất nhiên trong cái cơ sở dữ liệu của nó. Thứ hai là cái lệnh pen. Lệnh pen là lệnh trộn hai cái hình ảnh với nhau, thì mình sẽ đi đi đến cái lệnh pen sau, mình sẽ quay trở lại với lệnh pen này sau. Nó giống như lệnh image ấy, nhưng mà nó sẽ trộn hai hình ảnh với nhau, ghép hai hình ảnh với nhau thành một cái hình ảnh. Ví dụ như hình ảnh cô gái với mặt trăng thì thành cô gái ngắm trăng, kiểu kiểu vậy. Rồi. Daily theme thì đây là cái để chuyển đổi cái theme hay cái màu sắc của cái kênh ấy. Fast tức là chuyển đổi sang chế độ nhanh. Đấy. Help là cái lệnh mà nó sẽ hiển thị thông tin cơ bản hữu ích cho mình về Miss Johnny. Đấy nhá. Image đây là cái lệnh mà mình dùng nhiều nhất, đó là tạo ra hình ảnh bằng các cái dạng bằng các cái text bằng chữ. Info thì mình có thể nhập vào để mình biết được cái info cái tài khoản của mình, xem mình còn thừa bao nhiêu thời gian nữa. Đấy, hoặc là mình còn bao nhiêu cái credit, bởi vì phiên bản miễn phí là cái tài khoản miễn phí ấy, là mình được có 25 cái credit thôi. Đấy, tức là 25 credit thì tương đương với khoảng 25 cái câu lệnh. Mỗi lần mình câu lệnh, nó không phải hình ảnh nhé, nó là câu lệnh. Rồi, cái câu lệnh steal này cái là chế độ gọi là chế độ ẩn danh. Đấy, với chế độ ẩn danh này thì cái hình của mình ấy nó không được public ra ngoài, nó không được cho mọi người, nói chung không ai nhìn thấy hết. Đó. Và chế độ steal này nó chỉ dành cho những người dùng ở chế độ pro thôi. Và pro nó khoảng độ 60 đô một tháng anh em nhé. Khoảng 60 đô một tháng. Còn public tức là với những người mà ở chế độ pro mà họ đang ở chế độ ẩn danh rồi thì họ có thể chuyển sang chế độ public thì để cho mọi người có thể nhìn thấy cái hình ảnh của họ, cái hình ảnh và kết quả của họ. Subscriber tức là cái mà mình đăng ký đấy. Đúng không ạ? Tạo liên kết trang cá nhân cho tài khoản người dùng. Đấy. Setting thì lúc đấy Huy hướng dẫn anh em cái setting rồi, setting để vào mình sẽ cài đặt các thông số nhé. Ngoài ra thì có một cái câu lệnh mà anh chị em sau này cũng sẽ sử dụng nhiều, đó là prefer option. Prefer option tức là mình sẽ đặt những cái câu lệnh mặc định sẵn của mình, đúng không ạ? Ví dụ như này, Huy muốn viết một cái truyện tranh thì nó sẽ có những cái nó giống như kiểu macro ấy. À, trong Excel hoặc trong lập trình ấy, nó có cái macro tức là nó sẽ gói gọn này, nó sẽ tự động hóa nhanh hơn. Ví dụ như là mình viết một câu lệnh rất dài nhưng mình cứ phải copy đi copy lại rất nhiều lần ấy, thì thay vì thế thì mình đưa nó vào cái macro này hay nó đưa vào cái prefer này. À, ví dụ như là mình sẽ là hai chấm là Alice chẳng hạn, thì cái mô tả Alice đấy như nào nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tự động mô tả, mình không cần phải viết một cái đoạn dài như này để mô tả, mà mình chỉ cần hai chấm ellipse một phát, thế là gì ạ? Là tự động nó gọi ra cái câu lệnh kia, câu lệnh dài, tức là rút ngắn câu lệnh dài, kiểu kiểu vậy. Ok không ạ? Đấy, prefer option list tức là gì ạ? Là nó hiện ra những cái gì ạ? Những cái câu lệnh, những cái từ khóa mà mình đã đặt trước. Đó. Còn đây là mình set prefer option là mình set cái từ khóa ngắn cho cái từ khóa dài, cho đoạn từ khóa dài. Đấy ạ. Rồi, prefer surface tức là gì ạ? Mình chuẩn bị cái hậu tố, chỉ định cái hậu tố vào cuối mỗi một cái lời, mỗi mỗi một cái câu lệnh. Rồi show,
Show ở đây là mình để show cái ID, mỗi một cái công việc, mỗi một cái hình ảnh ấy, nó có một cái ID độc duy nhất, không có trùng với thằng nào hết. Và nếu như mà mình có ID đấy, ví dụ như này, cái ID mỗi một thằng ấy, nó sẽ có một cái ID job ID này đấy. Thì job ID này, anh chị em khi mà anh chị em nhìn này, nó có một cái dãy số này này đấy, đây là cái dãy số duy nhất của bức ảnh này. Và khi mà mình copy cái này xong, mình sử dụng cái lệnh show thì nó gì ạ, nó sẽ cho mình cái đúng cái bức ảnh đó, job ID này, mình nhấn lấy cái job ID mình nhấn vào đây, anh chị em thấy là gì ạ, not job owner, tức là gì ạ, ở đây là mình không lấy được cái ID của thằng khác anh em nhé, đây là ID của thằng khác, mình không không có quyền sở hữu, mình không lấy được đấy. Ví dụ như là những cái ảnh khác thì mình có thể lấy được cái job ID của nó, của cái ảnh của mình đấy. Ví dụ ở đây khi mà mình vào cái trang của mình á. Đấy, ví dụ mình vào cái trang của mình này, thì trang của mình đây thì nó có cái job ID này đấy, mình vào trang của mình có cái job ID này, thì mình chuyển sang đây, mình nhấn show này đấy, hoặc là một cái ảnh khác đi, ảnh này vừa mới làm xong. Ví dụ như là đấy, anh chị em thấy là Huy đang test cái việc mà xây dựng cái nhân vật cho truyện tranh này. Đấy, anh chị em thấy rằng là mình có thể tạo ra những cái nhân vật mà nó có sự nhất quán từ đầu đến cuối ấy. Đấy, hoàn toàn khả thi nhá. Và khi mà mình có những cái nhân vật nhất quán này rồi thì mình sẽ rất là dễ trong cái việc mà mình ấy. Đó, ví dụ như là Huy lấy một cái ID nào đấy, ví dụ cái này đi. Đó, được chưa ạ? Đấy, mình copy cái ID này. Đấy, được chưa ạ? Thì mình nhấn vào đây này, xong nhấn show show job ID, mình nhấn vào đây này, thì nó sẽ gọi lại cái gì ạ, gọi lại cái câu lệnh này, anh chị em thấy không ạ, nó gọi lại câu lệnh này, gọi lại đúng cái hình ảnh mà mình đã làm nha. Sau đó mình có thể variation, có thể upscale, mình có thể làm những việc gì, hoặc là mình có thể copy cái gì ạ, cái câu lệnh mà mình đã có, được chưa ạ? Ok nhá. Rồi, ngoài ra thì có lệnh là relax, relax tức là mình chuyển sang chế độ là thư giãn, tức là nó có hai chế độ fast là chế độ nhanh và chế độ relax là chế độ chậm. Tuy nhiên thì Huy thấy là chế độ relax thì nó cũng không chậm hơn bao nhiêu cả nhé. Rồi remix, đây là một chế độ chuyển sang chế độ remix. Remix nó là cái chế độ mà đây mình xem cái phần này, nó có phần remix đây này. Ở đây mình có thể dùng câu lệnh để mình chuyển, hoặc là mình vào đây setting mình chuyển luôn là fast mode này hoặc relax mode, được không ạ? Đây hai cái chế độ là nhanh và chậm. Và chế độ fast mode này thì ví dụ như là cái bản 30 đô ấy, cái bản này 30 đô thì nó cho mình 15 phút fast mode. Nhưng mà Huy thấy là Huy dùng mãi, dùng miệt mài dùng mãi mới hết được có 1 phút à. Bây giờ nó vẫn còn hơn 14 phút nữa, 13 phút bao nhiêu ấy. Tức là dùng nhiều cực kỳ luôn. Nhưng mà toàn fast mode thôi. Như vậy là mỗi một cái ảnh ấy nó chỉ mất có mấy giây thôi. Fast mode này. Đấy thì có mấy giây thôi. Còn relax mode này thì dùng thoải mái luôn. Đấy. Còn cái phiên bản mà miễn phí ấy, cái tài khoản mà miễn phí ấy, cái tài khoản miễn phí thì cái fast mode cũng có nhưng mà nó ít lắm, được hình như có được 1 phút hay sao. Đấy. Đấy, ngoài ra thì với những cái người chơi hệ nâng cao, hệ pro, hệ chuyên nghiệp thì nó có hai chế độ là public và steel mode. Steel mode là chế độ ẩn ẩn danh. Thì hiện tại mình cũng chưa phải là pro, mình chưa chọn được anh chị em nhé. Thế là bắt buộc là public hết. Tức là thì ảnh của mình là mọi người vẫn có thể nhìn thấy, kể cả mình ở trong máy chủ riêng này nhưng mà ở bên ngoài họ vẫn có thể tìm cách họ nhìn thấy được. Đấy ạ. Đấy. Ngoài ra thì cái chế độ là remix mode. Remix mode này là cái chế độ mà gì ạ? Là mình sẽ mix giữa các cái hình ảnh với nhau. Đấy ạ. Mình sẽ đưa vào những cái hình ảnh để mà mình mix lại với nhau. Thì đây là cái chế độ để mình có thể tạo ra những cái hình ảnh mang tính chất nhất quán. Anh chị em nhé. Thì cái này mình sẽ đi lại ở cái phần sau, phần nâng cao. Anh chị em. Ok không ạ? Rồi. Như vậy là chúng ta đã đi qua được một số cái lệnh cơ bản để mà chúng ta sử dụng nhé.